Đây cả nhà. Em thấy chìm tới đáy dưới dần rồi đó không? Nằm sát đáy dưới dần rồi. Nhưng có những nước, lý do là nước trong nên nó sống lại. Đây là cho anh em cái lỗ này chết đi gùi luôn thôi nè, thấy không? Nè, ngay chỗ cây mình sọt xuống nè. Nó lên tìm luôn, thúi luôn. Bả cho nè. Chết đen luôn rồi đó. Nhưng mà có những cái xanh 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 đó là lên lại đó, lý do là nước mình trong quá, nó không chết triệt để được. Chết cái chập trước không à, nó trong thì chắc tiên nó phải xanh lại. Thì mình nói hello, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube mình nha. Thì cũng như cái clip đợt trước mình dùng cái Remix POB mình nói là chị Đông Nhớ rất là hay anh em. Thì hôm nay mình quay cho anh em xem nè. Hôm nay cũng đâu 10 ngày nửa tháng vậy mà không nhớ rõ nữa nha. Thì bữa mình đăng clip đó, anh em bắt vô công lúc trước mình quay cho anh em xem là chết hết rồi thấy không. Em thấy nó đen không đen chứ nó chìm dưới hết đó. Chứ không bình thường là nó sống là nó phì lên bự lắm mà không gài. Nước trong như thế này mà nó vẫn chết á. Để mình bơ những cục nhiều cho anh em xem. Cận cho anh em xem. Không cày mưa mấy cái đồ của mẹ mình trồng tốt quá anh em. Hành nè. Thì leo nè. Thì cho anh em xem nè. Nguyên cái cục này nè. Cục mấy cái tâm tâm lên nè. Lúc trước là gông cực kỳ nhiều luôn nha. À, gồng nhớt, gồng nhớt là chung cái rong bún á. Thường rong bún là nó ký sinh lên bán cái gồng khác không à. Nên lộn xộn mà rong nhớt nó chết là con bún nó chết theo luôn. Đây là gồng rong bún nè. Đâu còn chân nó bám nó đi luôn. Đây anh em thấy không? Nên phả lớp mặt cám này cả nha. Anh em thấy chìm tới đáy dưới dần rồi đó không? Nằm sát đáy dưới dần rồi. Nhưng có những nước, lý do là nước trong nên nó sống lại. Đây là cho anh em cái lỗ này chết đi gùi luôn thôi nè, thấy không? Nè, ngay chỗ cây mình sọt luôn nè. Nó lên tìm luôn, thúi luôn. Bả cho nè. Chết đen luôn rồi đó. Nhưng mà có những cái xanh 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 đó là lên lại đó. Lý do là nước mình trong quá, nó không chết triệt để được. Chết cái chập trước không à. Nó trong thì chắc tiên nó phải xanh lại. Thì mình nói anh em gom muốn diệt triệt để là tạc nó chết xong phải gây được màu nước đục nó mới chết luôn. Chứ không là nó lên lại nữa. Đây nó chết nhưng mà đang chuẩn bị lên lại đó nè anh em thấy không, làm sát gạt đá như này. Ba cái gông bún là bún cũng đen hết trơn, ở đâu có xanh mà lúc trước đâu nó đen hết rồi. Nhưng mà với điều kiện là nước này nó đục lại á, lên được cái màu nước á là gông này chết luôn, chết tiêu luôn. Còn mà nó trong gì hoài là lên lại nghe anh em. Đây anh em xem xanh dần đen kỉnh dưới trơn thấy không, nó nằm im ghe dưới hết rồi, sát gạt đá hết rồi, thúi hết. Thì cũng xin nói thêm là ba cái đó thì chỉ dùng cho gông nhớt này thôi, bả công bệnh này thôi là nó chết. Còn công mà như công đá là nó không có tác dụng nha anh em. Nhưng mà nó công đá là trừ phi anh em gây được màu nước đục rồi ức chế thôi cũng tạt cái đó cũng được, nhưng mà nó gây phải cho màu nước đục. Để mình vô mình sẽ cho anh em xem để cái bao Remix UB là cái nào với còn bao ở trong nhà không nữa. Chứ mấy cái đợt trước mình xài phân hữu cơ đó là mình cũng toàn là dùng phân hữu cơ, nó có thành phần gọi là nó có cái đặc tính là gọi là diệt công nhớt nữa. Nhưng mà mình nghĩ mấy cái đó nó không hay bằng cái Remix POB nha. Cái POB hồi đó giờ mình xài cũng mấy lần rồi. Cái cậu gông nhớt lên ít ít vậy là chục đảnh tiêu hết. Có lụm cụm như vậy đó. Chứ không phải lên nhiều, nó đều vuông nha. Đều vuông thì mình chưa có bị. Mình chưa có biết. Mà anh em nào có bị lỡ, có bị mình nhiều quá thì dùng thử đi. Phải dùng liều lượng nặng nha. Anh em nhớ là liều lượng nặng nha. Dùng mình bị nhiều phải dùng liều lượng nặng nha. Nhưng cậu quá gông phải dùng liều lượng phải nặng hơn bình thường. Nặng nhất theo nhà sản xuất hoặc có thể nặng hơn cũng được. Mức có thể để diệt gông nổi. Để mình bơi xuồng vào trong rồi mình cho anh em xem mấy cái bao quá nè. Bao Remix POB để cho anh em biết cho rõ hơn. Không xài được thì mình cho anh em biết vậy thôi. Anh em có bị xài thử thì xem có hết không. Thì chia sẻ với anh em vậy đó. Rồi bơi xuồng vô anh em, tạm ngừng video đây đi. Chứ bơi quay nữa lâu lắm. Ok anh em, đây. Đây là Remix POB mình nói nè. Anh em thấy không? Em thấy để tạo màu nước nhanh bền, diệt công nhớt trong ao nuôi ruộng. Đây điểm rút bê bao này, bao này mình sử dụng cũng hay lắm, của Đại Nông anh em. Thúi chết hết. Đây cái này cũng nhiều người xài diệt công nhớt nó hết rồi đó. Đó rồi mình chia sẻ anh em gì đó nha. Bao này mình nói lại được, cái này với việc công nhớt được thôi nha. Ba con đá con mà mình thua nha, con đá con mà chỉ gây màu nước đục rồi đó, nó ức chế lần lần rồi nó chết thôi.
chứ ta còn xuống mà nước trong gieo gì nó không ăn nhầm gì nó đâu. Thậm chí không nhớ cũng vậy luôn, chết xong mới lên lại đó, nếu nước trong dùng mình quay hoài nước hoài không được nè. Thì cái đó nãy em quay cho anh em nó chết rồi đó, nhưng mà để không sau này nó trong nữa đây đó. Ok, thì clip mình chia sẻ với anh em cho nó nha. Mình biết gì chia sẻ đó, mình xài cái này hiệu quả thì mình nói hiệu quả. Ok. Rồi, kết thúc video tại đây anh em. Anh em like, share, ủng hộ kênh YouTube mình nha. Bye bye.